Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con LG V50 và hai con này nó đều là bản Hàn các bác nhé. Và em có cả hai cái màu là cái màu đen truyền thống này và cả một cái màu khá là đặc biệt đây. Đó là cái màu bên trên nó màu đen và bên dưới nó màu đỏ, gọi là màu đỏ đen đấy. Đấy, thì thực ra ấy là cái màu đỏ đen này nó chỉ là cái nắp lưng màu đỏ đen thôi nhé các bác nhé. Còn tất cả những cái khác như khung viền rồi màn hình trước nó đều như con này thôi, nó chỉ khác mỗi cái lắp lưng thôi các bác nhé. Và có một điểm yếu là cái lắp lưng này nó sẽ không có cái logo 5G ở đây đâu, nó không có cái logo 5G như đây, hơi khó nhìn nhỉ. Nó hơi khó nhìn các bạn, nó không có cái logo 5G ở chỗ này này, quay ở cái điều kiện này hơi bị khó nhìn một chút. Rồi thì nói chung là các bác cũng sẽ hiểu thôi. Thì cái con này em đang bán với giá là 3 triệu nha các bác nhé. Thì nhiều bác ấy nghe đến cái giá 3 triệu các bác sẽ nói là các bác sẽ hiểu là thằng này kiểu như nó bị ngáo giá ấy. Nhưng mà thực ra ấy là nó có lý do cả các bác ạ. Thì trước đây ấy, là em bán cũng một cái máy như thế này nhưng mà chỉ có giá tầm khoảng 2 triệu 6 đến 2 triệu 8 thôi. Thì lúc đấy ấy, các bác hiểu là cái lúc thời điểm đấy ấy, là cái máy em bán ra ấy, là cái khung của nó nhé, cái khung viền của nó đây này, nó là khung của cái bản Mỹ các bác nhé, chứ không phải là khung của bản Hàn như bây giờ đâu. Bây giờ ấy, nó là khung của bản Hàn các bác nhé. Thì khung của bản Mỹ ấy, nó sẽ không có cái vách nhựa như này đâu. Đây này, em sẽ cho các bác xem hơi bị khó nhìn thế này. Nó sẽ có cái vách nhựa ở chỗ này này, ở chỗ này này, đấy. Ở chỗ này nữa này các bác này, ở chỗ này này, ở chỗ này nữa này, ở trên đây nữa này, đây nữa này, đây nữa này, đây này. Nói chung là ở cái bản Mỹ thì là nó là một cái màu đen tuyền hết các bác nhé. Còn ở đây nó là bản Hàn, cái khung này cái khung của bản Hàn các bác nhé. Thì cái khung bản Hàn này nó sẽ có cái vạch nhựa như vậy, thì các bác rất là dễ phân biệt. Các bác nhìn cái khung mà nó có cái vạch nhựa như này đấy, là các bác biết đó là khung của bản Hàn các bác nhé. Thì cái giá nó cao hơn nữa, tại vì cái khung của bản Hàn này đắt hơn các bác nhé, đắt hơn đấy các bác ạ. Đấy, thứ hai nữa ấy, là trước đây ấy, là cái vân tay này này, đây để em lau sạch đi. Trước đây là cái vân tay này là cái vân tay mà em phải dùng lại cái vân tay cũ, cho nên nhiều con ấy là cái vân tay nó sẽ hơi bị xước xước một chút, xước nhỏ thôi. Thì em cũng không dùng cái vân tay xấu quá, nhưng mà ý là nó có xước nhỏ nhỏ đấy. Thì nhiều bác cũng có chê là cái vân tay này là hơi xước, thì đúng hồi xưa là phải dùng cái vân tay cũ cho nên là nó hơi xước, còn bây giờ nó là vân tay mới tinh các bác nhé, không hề có vết xước nào cả, mới tinh luôn, cho nên các bác yên tâm. Đấy, vân tay mới tinh luôn, không hề có vết xước nào cả đó. Thứ ba nữa ấy, là cái khay sim các bạn. Cái khay sim ấy hồi xưa phải dùng ấy là một cái khay sim gọi là cái khay sim hàng lô đi. Đấy, cái khay sim đấy cũng dùng được thôi, nhưng mà nó không phải là cái sim hiện tại bây giờ em đang có nhé. Thì cái khay sim bây giờ ấy, hiện tại là cái khay sim hàng zin các bạn nhé. Tuy nhiên ấy, nó sẽ không có khắc cái số seri ở đây đâu. Nếu mà zin theo máy nhé, zin theo máy thì cái khay sim ấy, nó sẽ có cái khắc cái số seri ở trên cái khay sim này, nhưng mà cái này cũng là cái xịn y chang như cái zin theo máy nhá. Tuy nhiên ấy, thì tại vì nó không có khắc cái số seri ấy, cho nên chỉ gọi là hàng zin thôi, chứ không còn chứ không thể nói là hàng zin theo máy được. Và đặc biệt là cái này hoàn toàn là mới tinh nhé, mới tinh chưa hề bị gọi là chưa hề bị đụng chạm gì ấy. Cũng như là cái lỗ này này, cái lỗ mà để các bác chọc, để các bác đưa cái khe que chọc sim vào các bác chọc này này, là hoàn toàn nó là mới tinh luôn các bác nhé, chưa hề có bị chảy chuộng gì hay bị toét cái lỗ này các bác nhé. Cho nên các bác yên tâm, khe sim là khe sim hàng zin và là mới tinh nhé, không hề có bị sức cái gì cả đấy. Đấy, và thứ ba nữa ấy, là cái chân sạc ở trong này, cái chân sạc ở trong này ấy, thì là đây là cái chân sạc mới tinh các bác nhé, khẳng định với các bác luôn, đây là chân sạc mới tinh. Và lát nữa ấy, thì em sẽ tháo hẳn ra để cho các bác biết là em cũng có đổ keo và thứ cho nó chắc chắn hơn các bác nhé. Đấy, thì cũng nói thêm nữa là đây, cái con này thì em còn chưa 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 gắn lắp lưng đây, thì tạm thời để nó để một bên như này. Thì nói thêm các bước nữa là cái pin của những con V50 em
em nói là hàng mới ấy, thì pin của nó là pin mới tinh các bác nhé. Đấy, mới tinh cho nên các bạn yên tâm về cái pin, về cái chất lượng của pin cho bác, không phải lo nhé. Thì cái màn hình cái thứ thì đương nhiên nó là zin rồi, không có gì phải nói gì cả. Màn hình zin này và không hề có vết sức gì cả. Đấy, những con máy như này thì em nói là hàng mới thì lại chắc chắn là không hề có một vết sức dù là nhỏ nhất các bác nhé. Đấy, cho nên các bác cứ yên tâm. Và bây giờ thì em sẽ tháo con máy này ra để cho các bác biết được là cái linh kiện ở trong nó đang như thế nào các bác nhé. Đây thì các bác có thể không cần xem thêm nữa, xem bên đây cũng được rồi, em nói như vậy là các bác cũng có thể hiểu rồi. Ok, nhưng tuy nhiên thì em cũng cứ tháo hết ra cho các bác xem. À, tại vì cái linh hồn của con máy nó vẫn là cái main, thì các bác yên tâm nhé, cái main này nó là main hoàn toàn chưa hề có sửa chữa đụng chạm gì, cho nên các bác yên tâm nó là main zin. Tuy nhiên ấy, thì các bác cũng hiểu rồi đấy, cái hàng điện tử ấy thì cũng chả ai dám nói mạnh điều gì cả. Có thể nó vẫn có xác suất là khi các bác sử dụng thì nó sẽ phát sinh cái lỗi này lỗi kia. Tuy nhiên ấy thì các bác không phải lo, máy em vẫn bảo hành bình thường, cho nên là các bác cứ dùng bình thường thôi. Và em cố gắng làm sao ấy là những cái chất lượng của các linh kiện trong này nó phải là cái chất lượng tốt nhất mà em có thể là tạo ra được. Đây, tao trước tiên là tháo cái jack pin này đã, mới cắt cái móng tay các bạn, hơi khó. Đó. Chà, hơi chắc. Đó, cho các bạn yên tâm nhé, từ cái khay sim rồi cái loa ngoài này này em cũng vệ sinh rất là sạch sẽ, không hề có bụi gì cả. Đấy. Thì đây, à thôi cứ tháo hẳn ra đi. Đấy. À, nó thêm với các bác nữa là cái khay sim này khi mà đâu rồi, đây ở đây, khi mà có cái khay sim này thì là cái khay sim ấy nó sẽ trùng trùng màu với cái khung ấy. Hồi xưa ấy là cái khay sim là nó sẽ khác màu với khung, như các bác nhắc cái khung hồi xưa nó không màu đen tuyền, mà còn cái khay sim ấy nó là khay sim màu nó hơi kiểu như là nó màu đen hơi xám xám lông chuột đấy các bác, cho nên là cái màu của khay sim và cái màu của khung viền ấy nó sẽ hơi khác nhau một chút. Tuy nhiên ấy, thì là bây giờ ấy là khay sim và khung viền nó là cùng màu luôn các bác nhé, để cho các bác yên tâm. Đấy, cùng màu luôn ạ. Ok các bác. Rồi. Đây. À, đây là cái main các bác nhé. Thì các bác yên tâm nhé, cái main này hoàn toàn rất là đẹp. Và em mỗi khi em làm máy ấy, thì em sẽ vệ sinh rất là sạch sẽ cái main này, và khẳng định với các bác là không hề có đụng chạm gì nó, không hề có kho hàn gì nó cả, cho nên các bác yên tâm. Đấy. Còn đây các bác, main ở bên cái khung viền các thứ thì những cái miếng đồng tản nhiệt này ấy, nó là miếng đồng tản nhiệt y zin theo cái khung này các bác nhé. Tại vì nếu như các bác mà dùng cái miếng đồng tản nhiệt này mà kiểu nó bóc từ cái máy khác sang ấy thì cái miếng đồng này nó sẽ bị nhăn nhúm các bác nhé, nhăn nhúm nó không được phẳng như này đâu. Đấy, cho các bác yên tâm. Còn đây này các bác nhìn không, cái chân sạc này này thì là chân sạc lại mới tinh các bác nhé, mới tinh, và thực sự là cái con V50 thì nó không bị cái lỗi chân sạc đâu. Tuy nhiên ấy, thì em cũng cứ tại vì cũng 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 cho nó chắc ăn ấy, thì em cũng có đổ thêm cái keo này này cho nó chắc ăn hơn. Đấy, để yên tâm hơn cho các bác dùng. Đấy, còn lại thì là zin hết và mới tinh các bác nhé. Cái chân sạc trong này mới tinh thì tinh luôn, cho các bác không lo việc sạc cái gì cả. À, thực ra con V50 thì không phải lo đâu, chỉ có mỗi con V60 thì các bác sẽ lo cái lỗi chân sạc thôi, chứ còn V50 thì hoàn toàn là không phải lo lắng gì hết. Đấy, cho nên các bác yên tâm nhé, con máy này thì hoàn toàn là đẹp mà nét luôn. Nói chung là để mà nhiều bác cứ so sánh nó với cái hàng hàng zin ấy, là thực ra là nếu như hàng zin nguyên bản nhé thì đúng là nó sẽ là ngon. À, tuy nhiên ấy, bây giờ trên thị trường mà các bác đòi hỏi cái hàng zin nguyên bản thì em thấy là gần như là không có đâu. Ông nào ra bán mà hàng zin nguyên bản
thì em thấy đa số là lừa đảo thôi, cho nên các bác chú ý. Thực sự là cũng có hàng zin nguyên bản đấy, nhưng mà nó chiếm con số rất là ít luôn ấy. Em thực sự là ngay đến nhiều khi những ông bán ấy cũng cứ bảo là nguyên bản, nhưng thực ra có khi các ông không biết đây là hàng nguyên bản đâu, các ông chỉ nghe cái bọn bọn tàu nó bảo là, hoặc là ở nơi cung cấp ấy, người ta bảo là hàng nguyên bản, nhưng thực ra là tháo máy ra thì mới biết. Tại vì em đã tháo rất nhiều những cái máy mà anh em người dùng bảo là hồi trước tôi mua ở ở chỗ này chỗ kia ấy, xong là chỗ đấy bảo là hàng zin nguyên bản đấy, nhưng về nhà tháo ra thì ôi giời luôn, vân tay các thứ trong trong mây này, đục đẽo đủ thứ luôn. Cho nên các bác chú ý nhé, không ai bán hàng mà sâu cho các bác hết những cái nội tạng ở trong cái con một con máy như này đâu. Cho nên là em bán ấy thì là em mong muốn là cái chất lượng tốt nhất đến người dùng thôi, vì em cũng là một người dùng mà. Thì anh em nào cần những con máy mà kiểu như là chất lượng nó tiệm cận đến sự hoàn hảo ấy, thì liên lạc với em. Thì cái số điện thoại em để ở góc màn hình này các bác nhé, các bác cần thì liên lạc em ở số này, cả số Zalo ở đấy luôn đấy các bác nhé. Ok, chào các bác.